Mới đây thì Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp giữa Hải An, mã chứng khoán HAH, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam đã công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của năm 2024. Và theo đó thì năm nay, doanh nghiệp này nâng mục tiêu doanh thu là 3.957 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 55% so với trước khi điều chỉnh. Kế hoạch sau điều chỉnh của Hải An thì cũng tăng lần lượt là 51% và 25,7% so với thực hiện của năm 2023. Ngoài ra thì Hội đồng Quản trị Hải An còn thông qua việc là đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng loại Panamax để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm thì Hải An ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ của năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 21% còn 176 tỷ đồng. Và như vậy là doanh nghiệp này đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận của năm.